chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt ở miền Bắc vẫn tiếp tục tăng lên, trời ấm áp hơn. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là hiện tượng sương mù dày xuất hiện nhiều trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm mạnh, nhất là trong khoảng từ 4 đến 8 giờ sáng, nên các hoạt động giao thông đi lại cần lưu ý đề phòng. Ngoài lưu ý về hiện tượng sương mù vào sáng sớm thì mức nhiệt tăng lên rõ. Trong đêm nay và sáng sớm mai ở các tỉnh vùng núi sẽ tăng lên ngưỡng là từ 9 đến 11 độ. Trung du và đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng lên mức 12 đến 15 độ. Từ khoảng sau 8 giờ thì trời giảm mây, nắng lên. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ ở ngưỡng cao từ 20 cho tới là 23 độ. Lai Châu, Điện Biên có nơi nhiệt độ cao 24 độ. Với miền Trung, đêm nay và ngày mai khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định vẫn phổ biến mây nhiều, mưa vừa mưa to tập trung từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 20 cho tới 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trời nhiều mây và có mưa khiến nền nhiệt các tỉnh, thành phố ở miền Trung trong ngày mai vẫn thấp. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ vẫn chỉ từ 19 cho tới 22 độ, trời rét cả đêm lẫn ngày. Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, ngày mai giảm mưa, trời nắng, nhiệt độ cao 23 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ ngày mai cao từ 24 đến 26 độ. Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ít mưa, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ. Dù đã sang mùa khô nhưng nhờ có gió đông bắc thổi từ phía bắc xuống nên Tây Nguyên và Nam Bộ có được những ngày cuối năm với thời tiết đẹp. Ban đêm hơi se lạnh, còn ban ngày thì có nắng vừa phải. Nhiệt độ cao nhất ngày duy trì trong khoảng từ 27 đến 29 độ ở khu vực Tây Nguyên. Còn tại các tỉnh Nam Bộ vẫn dao động trong ngưỡng dễ chịu từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.